ra thì Táo Quân là một trong những chương trình mà chúng tôi dồn rất nhiều tâm sức để làm, vì chúng tôi cũng hiểu đây là chương trình mà khán giả rất là chờ đợi. Chưa kể là cái thời điểm phát sóng của chương trình cũng là một thời điểm rất là đặc biệt trong năm. Vì vậy làm thế nào để đúng với cái tiêu chí của chương trình đã đề ra, đó là thông qua một cái chương trình giải trí nghệ thuật hài hước nhưng cũng chứa đựng được tính báo chí, chứa đựng được ở trong đó những cái gửi gắm của những nghệ sĩ khi đề cập những vấn đề mang tính chất xây dựng, để mong muốn làm sao chúng ta có một cái năm mới nhiều niềm vui hơn, những cái khó khăn, những cái hạn chế sẽ mong sớm được giải quyết. Thì đây cũng là tiêu chí của chương trình. Vì vậy ngoài những nội dung, ngoài những vấn đề mang tính báo chí mà chúng tôi tổng hợp trong năm qua, thì cái cách thức giản dựng, những yếu tố hiệu quả về nghệ thuật cũng luôn là điều mà chúng tôi phải chú tâm để làm cho tốt. Nói chung là năm nào thì Táo Quân rất là mệt mỏi, làm việc từ 10, 11 giờ đêm cho đến khoảng 4, 5 giờ sáng. Thì các diễn viên hầu thì cũng oải hết ra mệt mỏi. Nhưng ai cũng xác định một cái tinh thần, tức là làm sao mà để cho chúng ta có một cái chương trình thật tốt và có một cái team nó thật chính xác và thật vui vẻ, và cũng để mà nhìn nhận một cách nghiêm túc. Thế cho nên chúng tôi đều cố gắng và quên đi cái mệt mỏi. Thực ra thì cũng như mọi năm thôi, thì tôi vẫn đảm nhiệm cái vai diễn bắt đầu này. Thì thực ra về hình thức của nhân vật thì là vẫn như mọi năm. Khác đây là khác về một cái về thứ nhất là về kịch bản và những cái tình huống kịch. Cũng muốn lột tả được những cái vấn đề nổi cộm và những cái sự gọi là sự kiện nổi bật ở trong năm. Thì qua cái lăng kính của chương trình Gặp Nhau Cuối Năm sẽ với một cái nhìn góc nhìn hài hước là sẽ hy vọng là sẽ mang lại cho khán giả cả nước một chương trình mang đầy ý nghĩa. Chương trình Táo Quân thì tất cả những bài diễn đều rất hay, đều có đất diễn, đều có những vấn đề. Tuy nhiên chỉ có hai vai diễn mà ít vấn đề nhất nhưng mà lại chọc ngoáy nhiều nhất, đó là Nam Tào và Bắc Đầu. Từ khi có chương trình Táo Quân thì thật là may mắn cho chúng tôi là đạo diễn đã phân cho anh Công Lý làm vai Bắc Đầu, còn Xuân Bắc làm vai Nam Tào. Thì năm nào cũng vậy, chúng tôi vẫn là một Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ của Ngọc Hoàng. Thì một người thì trông còm còm nhưng rất manly kiểu như tôi, còn một người thì trông vạm vỡ nhưng mà đầy nữ tính kiểu như anh Lý. Thực ra là với cái định hình tính cách cho nhân vật mà chúng tôi đã xây dựng từ nhiều năm nay thì tôi nghĩ rằng không phải dễ mà thay đổi. Bởi vì là giống như vai diễn bây giờ nó giống như là một người đã trưởng thành ấy. Thì tính cách nó đã như vậy rồi, khuôn mặt hình dáng nó như vậy rồi. Bây giờ chỉ còn tìm cách làm sao chúng ta tìm những vấn đề mà chúng ta khai thác, và khai thác như thế nào, đó là cách nhìn sự vật hiện tượng của anh em chúng tôi đối với những vấn đề đã xảy ra. Chúng tôi chủ yếu là tìm ra những vấn đề mới và tìm cách tiếp cận mới của tổng thể của nội dung kịch bản mà đã được tất cả mọi người cùng góp sức xây dựng. Và thông qua đó thì Nam Táo Bắc Đầu sẽ có những cái đất diễn cho từng mục, từng phần, từng táo một. Thực ra đây là một cái chương trình mà có rất nhiều người đón đợi. Thì Quốc Khánh cũng chỉ nghĩ rằng là mình tập trung những cái ngày mà để tập luyện, cũng như là những cái buổi ghi hình làm sao cho nó tốt, nó có hiệu quả.
Bản thân anh em nghệ sĩ thì cũng xác định đây là một cái chương trình mà mình cũng phải bỏ thời gian cũng như là công sức vào rất nhiều để chương trình nó được hay hơn. Quả là đấy là một cái sức ép, nhưng mà cái sức ép đấy nó cũng không nặng nề theo cái nghĩa gọi là mình bắt buộc phải như thế này thế nọ, nhưng mà đấy là tâm huyết của anh em nghệ sĩ thì mọi người cũng đều cố gắng để làm cho nó tốt một cái chương trình đấy vào cái dịp cuối năm. Thực sự ra thì cái điều mà làm nên cái sự thành công hay là làm nên được những cái khuôn, những cái gương mặt mới hoặc là những cái hình hài mới ở các chương trình Táo Quân ấy, thì đòi hỏi đó là một cái sự cộng hưởng rất lớn của anh em cùng làm nghề với nhau, biết chắt lọc đầu tư cho nhau, và hơn nữa nó cũng là một cái sự nỗ lực rất lớn của bản thân mình cũng phải tự tìm tòi làm sao để năm nay nó khó có thể trùng được với những năm khác. Năm nay hát cái gì, năm ngoái đã hát rồi thì năm nay cố gắng hát cái gì nó khác đi, hay năm ngoái đã múa rồi thì năm nay nhảy cái gì nó khác đi, thì đòi hỏi mình phải luôn luôn sáng tạo, luôn luôn phải tìm tòi để hy vọng rằng nó sẽ có nhiều cái món ăn mới mà mọi người không nhàm chán, bởi vì sân khấu Gặp Nhau Cuối Năm là mọi người rất chờ đợi. Có thể tất cả những cái thông tin mọi người đã xem từ đầu năm qua các trang báo, báo mạng, báo viết, báo hình, báo nói, báo giấy, nhưng khi tổng kết ở cuối năm thì lại là một lăng kính rất khác, một lăng kính mà có thể tất cả mọi người dân đều có thể xem một cái là hiểu ngay ra vấn đề. Bởi vậy phải tìm một cách tiếp cận nào đó mà mọi người nghe một cái hiểu luôn, mọi người nhìn một cái là ra ngay, và mọi người thấy được cái sự xuất sắc của mình, thì đòi hỏi là sự làm việc và tìm tòi không mệt mỏi của mỗi cá nhân. Trong đó tôi cũng phải rất là cố gắng để luôn luôn mỗi một năm khi xuất hiện mình không bao giờ cũ cả. Thực ra thì chúng tôi là một ekip rất là ăn ý với nhau bao nhiêu năm nay, gần 10 năm nay rồi. Cho nên tôi không lo gì về các bạn diễn, về kể cả bản thân tôi cũng thế. Tôi chỉ sợ là đến lúc đấy, vì chúng tôi hồi hộp quá, chúng tôi lo lắng quá và chúng tôi thích thú quá thì chúng tôi quên lời hoặc là chúng tôi nói nhịu. Tôi chỉ sợ thế thôi, chứ còn tôi rất tin tưởng vào đạo diễn. Tôi tin tưởng ở các bạn diễn và tin tưởng ở ekip quay phim. Và tôi hy vọng rằng là với kịch bản năm nay sẽ mang đến những điều thật là mới lạ, mang đến những cái gì đấy mà từ trước đến nay tất cả khán giả chưa được xem bao giờ. Năm nay cũng có một số những điều rất là đặc biệt. Hy vọng rằng là sau tối 30, mọi người sẽ đi ra đường, mọi người gặp chúng tôi, mọi người sẽ phát biểu một câu là trời ơi sao năm nay làm hay thế. Và tôi hy vọng điều đấy, và tôi chờ đợi ở khán giả những câu đấy. Nhưng mà ngược lại thì chúng tôi cũng phải cực kỳ là nỗ lực, cực kỳ là cố gắng thì mới có thể có được những lời khen như thế của khán giả. Tôi hy vọng là năm nay sẽ được như thế. Quý vị khán giả cả nước một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Nếu mà nói trong cái lời của Táo Quân là chúc quý vị song tế. Tôi chỉ chúc mọi người khi ra đường hãy thanh thản như sống giữa những người thân. Đó là chúng mình tham gia giao thông một cách có văn hóa, xung quanh tất cả những người tham gia như người nhà mình, như người thân mình. Khi mọi người nghĩ như thế thì sẽ thấy rằng là đường xá nó không chật chội nữa, giao thông nó không ách tắc nữa và lòng người nó mở rộng.